sáng nay anh Tùng không biết là có ý tưởng du lịch gì mới mà háo hức quên cả chào quý vị khán giả. À, tại vì Tùng vừa đi miền Tây Nam Bộ về, thế nên là đang nghĩ tại sao tuần này chúng ta không chọn miền sông nước để đi du lịch nhỉ? Đi du lịch vùng sông nước mùa này ạ? Thực ra thì bây giờ không phải mùa mưa cho nên mình di chuyển vùng sông nước cũng khá là thuận lợi. Con người miền Tây thì nổi tiếng là hiếu khách rồi. Thế nhưng mà em nghĩ là thời tiết mùa này thì em ngại là hơi nóng anh ạ. Nóng thì cũng nóng thật đấy, nhưng mà Linh không nghĩ là miền Nam ấy thì thời tiết còn dễ chịu hơn là miền Trung với miền Bắc à. Mà nhất là sông nước nhá, thì còn làm được khí hậu trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. À, vậy thì ngày hôm nay chốt là chúng ta sẽ đi du lịch miền Tây nhá. Kiên Giang là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm tận cùng phía tây nam của Việt Nam. Trong đó lãnh thổ bao gồm đất liền và hải đảo, do nằm ở nơi giao thoa của nhiều vùng miền cả nước. Bản sắc văn hóa của Kiên Giang cũng vì thế mà rất phong phú và đa dạng, thể hiện qua các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội hay làng nghề truyền thống. Bạc Liêu là một tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc bán đảo Cà Mau, miền đất cực nam của Việt Nam. Được thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa và là một nơi có tiềm năng du lịch phong phú, mang đậm sắc thái vùng sông nước Nam Bộ. Vậy là quý vị đã được biết hai địa điểm mà tạp chí S Việt Nam sẽ giới thiệu ngày hôm nay. Đó chính là Kiên Giang và Bạc Liêu. Trong đó thì anh Tùng sẽ phụ trách giới thiệu về Kiên Giang, còn Bạc Liêu thì nhường cho Linh giới thiệu với quý vị khán giả nhé. Và bây giờ thì ai sẽ là người bắt đầu giới thiệu địa điểm trước đây ạ? À, anh nghĩ là để phía Linh đi, bởi vì anh nghe nói là ở Bạc Liêu có biển nhân tạo rất là hấp dẫn. Chắc là Linh sẽ không bỏ qua điều này khi giới thiệu cho khán giả đúng không? Do cái gì mà anh Tùng cũng biết thế nhở? Thôi thì anh Tùng đã giới thiệu với quý vị khán giả rồi, Linh sẽ không để điều này làm quý vị tò mò và sốt ruột hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với miền nước gió Bạc Liêu cùng với hai người dẫn đường là Kim Anh và Trung Đức. Vì sao hai người dẫn đường lại gọi Bạc Liêu là miền nước gió? Đó là bởi vì ở đây bạn cũng thấy được nước và gió. Lúc nào bạn cũng thấy nước và gió hiện hữu trong cuộc sống ở Bạc Liêu. Đầu tiên phải kể đến quảng trường nhạc gió với cây đàn gió lớn nhất Việt Nam ở thành phố Bạc Liêu. Đức này, ở đây Kim Anh thấy trời thì xanh, gió thì mát, nhưng mà biển lại trông có vẻ đục. Bây giờ nếu như muốn tắm biển thì làm thế nào? Có lẽ là bởi vì biển ở đây có rất nhiều bãi bồi nên là biển nó không được xanh như vậy. Nhưng mà Kim Anh đừng lo, là khi mà tới Bạc Liêu thì chắc chắn chúng ta sẽ vẫn được tắm biển. Thật á? Thế thì bây giờ Đức dẫn Kim Anh đi luôn đi. Đi luôn. Điểm đến thứ hai của Trung Đức và Kim Anh chính là biển nhân tạo Nhà Mát, nơi có những trò chơi vô cùng sôi động. Đây là bãi biển nhân tạo lớn nhất và duy nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Và các bạn sẽ cảm thấy rất thực tế khi đến đây. Ngay gần khu vui chơi biển nhân tạo, có rất nhiều nhà hàng quán ăn luôn sẵn sàng phục vụ các món đặc sản địa phương cho các du khách. Sau khi mà được tắm biển xong thì Kim Anh cảm thấy rất là thoải mái và có thể thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon ở đây. Không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà chúng ta sẽ còn được nhìn ngắm một vùng trời bình yên Bạc Liêu. Đúng vậy, và chúng tôi rất hiếm khi có dịp được ngồi ở một không gian thoáng đãng và rộng mở hướng ra biển như thế này. Chưa đâu, đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Đức sẽ dành cho Kim Anh một bất ngờ nữa. Bất ngờ mà Trung Đức muốn mang đến cho Kim Anh và quý vị khán giả chính là cánh đồng điện gió ở Bạc Liêu. Đây, giới thiệu với Kim Anh, đây là cánh đồng điện gió duy nhất tại miền Tây Nam Bộ. Đứng giữa cánh đồng quạt gió như thế này thì Kim Anh có liên tưởng tới điều gì không? À, trong Trống Thần đúng không? Chính xác. Đúng là đến gần thì Kim Anh mới cảm nhận được là sự hoành tráng của những cái túc bin gió này. Bây giờ thì Kim Anh đã cảm nhận được như thế nào là vùng đất gió Bạc Liêu rồi. Tất nhiên rồi, gió phải như thế nào thì những cánh quạt khổng lồ này mới có thể chuyển động được chứ. Và ngoài đem lại những giá trị kinh tế thì những cánh đồng gió này sẽ đem đến cho Bạc Liêu một cái nhìn khác. Nếu bạn muốn cảm nhận sức mạnh của gió thì đừng quên đến thăm miền nước gió Bạc Liêu, bởi gió vẫn luôn mạnh ở mảnh đất này và đã thăng hoa thành năng lượng. Nước cũng mặn nhưng thông qua bàn tay của người Bạc Liêu đã tạo nên diện mạo mới cho miền ven biển. Chỗ chơi thì phong phú, đặc sản thì ngon khỏi nói. Có vẻ như là phía Linh đã giới thiệu hành trình một cách rất thu hút. Còn bây giờ thì quý vị khán giả hẳn là đang rất mong chờ đến với hành trình Kiên Giang của anh Mạnh Tùng. Chuyến đi của Tùng thì hơi khác một chút, bởi vì Tùng với cả người bạn đồng hành của mình ấy thì lại thích khám phá cuộc sống của người dân rất là bình dị.
Thế nên là chuyến đi nó không mang cái màu sắc hưởng thụ như là của phía Linh. Linh có kinh nghiệm rồi quý vị ạ. Cứ lần nào mà anh Mạnh Tùng lấp lửng về địa điểm ấy thì y như rằng là lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Đến với Kiên Giang mà không về miền miệt thứ thì thật là thiếu sót. Người dân Kiên Giang đã nói với Mạnh Tùng và Xuân Quỳnh như vậy. Và họ quyết định tìm về khóm Tắc Cầu, xã Bình An, nơi được coi là thiên đường của đặc sản khóm và dừa nước tiếng vùng Nam Bộ. Miền Bắc gọi là dứa đấy, miền Nam gọi là thơm. Khóm. Đây gọi là trái thơm phải không cô? Ở đây thì gọi là trái khóm. Trái khóm, đây là trái khóm. Trái khóm à? Khóm ở đây được người dân canh tác xen canh nên cho quả quanh năm. Bất cứ lúc nào đến đây, bạn cũng có thể thưởng thức những trái khóm thơm ngon. Mạnh Tùng và Xuân Quỳnh tìm đến với ấp An Ninh, nơi đang thu hoạch khóm chín để chế biến thành đặc sản khóm khô. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ thực sự được trải nghiệm quá trình thu hoạch dứa. Thu hoạch khóm, trời ơi, nhầm quá. Rồi, xuống thuyền. Các bạn thấy không, đây chính là điều thú vị của việc đi thu hoạch khóm ở miệt vườn. Anh mình nghe, tại sao lại phải đi thuyền để thu hoạch khóm mà anh? Số lượng mình đốn dứa trong clip ra nhiều quá đó, mình phải mang ra rồi mình bỏ xuống thuyền. Ủa chứ sao mình lại trồng khóm xen lẫn với dừa vậy anh? Tại vì cái diện tích dừa với dứa nó cũng phù hợp, cũng như là nó tránh được ánh nắng. Với mình trồng xen canh thì cái lợi nhuận nó cũng cao. Khóm Tắc Cầu có đặc điểm đặc biệt, không bị sâu bệnh, trái tròn, ruột nhỏ, ngon ngọt hơn sản phẩm cùng loại khác. Khóm sau khi thu hoạch sẽ được gọt thủ công và xắt thành miếng tròn mỏng rồi phơi khô. Dù không giúp được nhiều trong việc gọt khóm vì tốc độ quá chậm, nhưng hai người dẫn đường cũng đã có những hoạt động rất đáng nhớ ở đây. Để cảm ơn chị Trinh thì tôi đã nghĩ ra một cái món đồ uống rất là đặc biệt từ dứa mà không biết chị đã thưởng thức chưa. Đó chính là sự kết hợp giữa dứa và nước dừa. Đây rồi, xong rồi. Xin mời các quý cô thưởng thức món đồ uống đặc biệt do bartender Mạnh Tùng pha chế. Và các bạn cũng hãy thư giãn thoải mái trên chiếc du thuyền của tôi. Rồi, xin mời tất cả mọi người lên đường. Thế mà nói là không hưởng thụ gì, vừa uống nước dừa, ăn quả dừa, uống cocktail rồi còn gì. Nhưng mà em không thấy là anh cũng phải làm việc rất vất vả mới được ăn được uống như thế à? Với cả nếu mà ở đây em gọi là dứa nhá, chứ còn vào trong kia, nếu mà gọi là trái dứa thì người ta không biết bán cho em trái gì đâu. À, vâng ạ. Công nhận là sau hành trình này thì Linh học được thêm hai từ mới là từ thơm thì biết rồi, bây giờ thì có từ khóm nữa. Và anh Mạnh Tùng nhắc đến đặc sản thì Linh không quên quay trở về hành trình của mình để đưa cho quý vị loại đặc sản mà Linh sẽ giới thiệu ngay sau đây. Xin lưu ý với quý vị là bữa ăn mà Linh mang đến sẽ giúp cho quý vị no căng bụng ạ, chứ không phải là ăn thanh đạm như anh Mạnh Tùng đâu. Ẩm thực ở Bạc Liêu luôn là điều thu hút những du khách với rất nhiều món ăn thú vị. Và trong số đó là một món ăn mà chắc chắn chúng tôi không thể bỏ qua. Đặc sản mà Trung Đức và Kim Anh nhắc đến chính là bà khía, một loại họ cua có càng to đặc trưng ở vùng Nam Bộ. Trước khi thưởng thức món bà khía dân dã, bạn đừng bỏ qua hoạt động đi bắt bà khía cùng người dân ở đây. Anh Hậu ơi, mình bắt bà khía thì là ở cái vùng nước nào thì được hả anh? Nước mặn với dùng có đường đầu nhiều nó mới ở liều. Nhưng mà em thấy nước cũng vừa sâu này, mà đầm lầy với sình nhiều quá ấy, thì mình cũng khó để phát hiện ra ba khía đâu để mà mình bắt đấy ạ. Tại vì mình lội rừng cặp mé là có cái gian rừng nè, rồi nó chui ra, ra mấy hang. Phải đội nắng đội mưa thì mình mới bắt được nhiều ba khía. Do có ba gạch trên lưng nên loại cua này được đặt tên là ba khía. Muốn bắt được ba khía bạn phải là người nhanh tay, nhanh mắt và phải học vài mẹo để tránh bị ba khía cắp vào tay. Chẹt nó rồi. Ôi, chảy máu luôn rồi ạ. Tay là dễ đúng không? Vâng. Giống như cung phu ấy anh. Thế là gì không? Đấy. Bóp chặt nó là khỏi ấy luôn. Được rồi, anh quay lại đây. Đúng rồi, chụp bước mạnh như thế. Hai tay chụp lại. Đúng rồi. Sau khi mà ba khía đã được bắt về thì bây giờ Kim Anh sẽ nhờ chị Kiều hướng dẫn làm món ba khía luộc và ba khía rang me. Vì là món ăn dân dã nên cách chế biến cũng không hề cầu kỳ. Thế nhưng người dân ở đây, từ người lớn đến trẻ con đều rất yêu thích món này. Hẳn là nó mang một dư vị đặc biệt gì đấy. Đây, ba khía rang me đây ạ. 2, 3, 4. Cái này là đồng nghiệp của tôi, đi chung. Em cảm ơn đây. Đây cũng đồng nghiệp của tôi, đi chung luôn. Em xin, ngọt quá.
Ngày hôm nay chúng tôi không chỉ có những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi còn cảm nhận được những tình cảm vô cùng nồng hậu của những người dân ở đây. Họ vô cùng hiếu khách và chắc chắn là ngày hôm nay sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với chúng tôi. Nào, chúng ta hãy cùng nâng chén cho một ngày vô cùng thành công ạ. Nâng chén ạ. Các bạn có để ý là đến đâu thì phía Linh cũng phải tìm ngay những cái món ăn giàu protein để nạp năng lượng không? Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ không bao giờ lo thiếu năng lượng, luôn có một cái bụng no căng để không sợ đói để chúng ta có thể tiếp tục khám phá những hành trình hấp dẫn tiếp theo. Với sở thích khám phá và tìm hiểu về cuộc sống của người dân thì Tùng cũng có một lợi thế trong việc tìm ra những món ăn lạ và ngon. Muốn biết một địa phương có món gì đặc sắc thì chúng ta không cách nào tốt hơn đó là hỏi ngay những người dân bản địa. Mà cách tốt nhất đó là bạn tự trải nghiệm, bởi vì mỗi người có một gu ăn uống và khẩu vị khác nhau. Có phải là anh Tùng đang lý giải cho việc là anh sẽ không lựa chọn một món ăn ngon nào để giới thiệu nữa mà sẽ chuyển sang một hành trình trải nghiệm khác đúng không? Linh yên tâm là điều mà anh giới thiệu bây giờ thì sẽ còn tuyệt vời hơn cả món ăn ngon đấy chứ. Men theo những con kênh rạch đan xen chằng chịt, Mạnh Tùng và Xuân Quỳnh tìm đến với làng nghề đan Lục Bình truyền thống, nơi sản xuất ra những mặt hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của huyện Gò Quao. Đã nghe đến làng nghề đan Lục Bình, nhưng nếu không đến đây, bạn cũng không thể tưởng tượng được những cánh đồng lục bình rộng mênh mông như thế nào. Nhiều lục bình này thì là mình trồng thêm hả cô, hay là nó tự nhiên nó vậy? Nó tự nhiên, nó cho gì đó thì mình gào vô, có mình vừa có mình gọt mấy lại thì nó mới cao. Và nhiều lục bình này mà lại rất dễ thu hoạch thì tôi nghĩ là Quỳnh với cả anh nên chia nhau ra thi xem là ai có thể thu hoạch được nhiều hơn. Đúng. Dám không? Ý này hay đó, tại sao không? Vì không quen làm việc dưới trời nắng và trên chiếc xuồng trồng chành như vậy nên họ chỉ hăng hái được khoảng 15 phút. Với một bó lục bình, họ đành tạm hài lòng và trở về với làng xin học đan lục bình. Lục bình sau khi thu hoạch sẽ được phơi khô. Và tất nhiên là không thể đợi trong khoảng thời gian dài như vậy được, cho nên là chúng tôi sau khi mà giúp những người dân ở đây thì họ đã tặng lại cho chúng tôi những bó lục bình khô để về đan. Họ tìm đến nhà chú Hồng, một trong những gia đình làm được nhiều sản phẩm nhất ở xã Vĩnh Hòa. Cô ơi, thế bây giờ cô chỉ cho bạn con cái cách đan như nào được không cô? Nhớ đâu mà không đi làm MC nữa thì chuyển sang đây làm. Cái nào mà dễ nhất á cô? Cái đan này là dễ nhất. Thí dụ như con đan cái xương cá này hả? Ừ, đây là dễ nhất nè. Dạ. Đó, thì con bỏ vô. Đây, đây cô cho con làm. À. Rồi, bắt chéo nhau vậy. Bắt chéo lên. Bỏ xuống cây này. Đó. Các cô ở đây nói công việc này không khó, lại có quanh năm nên chỉ cần chịu thương chịu khó thì cũng có thể kiếm thêm thu nhập nhờ nghề đan lục bình. Anh Tùng sao anh không đan nên cứ ngồi nhìn em vậy? Khó quá, không đan được không? Thực ra là dễ quá, nên không muốn đan cái sản phẩm này. Anh đang nghĩ ra một cái sản phẩm rất là sáng tạo. Chờ một lát sẽ biết. Không bắt tay vào công việc của những người phụ nữ, Mạnh Tùng quyết định làm gì đó để mang lại tiếng cười cho các cô, các bác ở đây. Nhưng làm gì để vừa không bị phí nguyên liệu lục bình khô, lại vừa có một sản phẩm độc đáo nhỉ? Sáng tạo chắc chắn là trong làng chưa ai làm. Sáng kiến cuối cùng của anh ấy là chiếc váy đi biển. Nhìn có vẻ hợp với những người thổ dân hơn Mạnh Tùng á. Nếu bạn đến đây và muốn sáng tạo, hãy nghĩ ra các sản phẩm hữu dụng khác Mạnh Tùng nhé. Thế nào Linh, em có thấy là mấy cái túi bằng lục bình khô có hấp dẫn em không? Anh không thấy là bây giờ có rất nhiều bạn gái thích phong cách chụp ảnh lãng mạn nhẹ nhàng. Cho nên em nghĩ là những món đồ lưu niệm ở Vĩnh Hòa chắc chắn là sẽ rất hữu dụng đấy ạ. Thực ra hai địa điểm này thì vẫn còn rất nhiều điều để có thể khám phá. Thế nhưng trong thời gian cho phép của chương trình, chúng tôi chỉ giới thiệu đến cho quý vị khán giả một số ít mà thôi. Chính vì vậy mà Phí Linh và Mạnh Tùng sẽ còn quay trở lại các địa điểm này trong những số lần sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.